Tập đi vệ sinh là một kỹ năng cơ bản rèn luyện tính cách tự lập cho bé. Đây đồng thời cũng là một thử thách lớn cho cha mẹ, bởi không phải ai cũng đủ kiên nhẫn. Hẳn ba mẹ đang rất băn khoăn, không biết rèn luyện cho bé như thế nào. Đừng lo, video này sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết để giải quyết vấn đề này. Tại app Luka đặt lịch chăm sóc sức khỏe mẹ và bé ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đặt lịch dễ dàng, thanh toán linh hoạt, xem chi tiết dịch vụ tại luka.vn. Thời điểm phù hợp để tập đi vệ sinh cho bé. Thực ra không có độ tuổi chính xác để bắt đầu dạy trẻ đi vệ sinh. Điều này phụ thuộc vào tình trạng thể chất, ý thức và cảm xúc của bé. Tốt nhất bạn nên hướng dẫn từ từ và theo tốc độ của trẻ, kiên nhẫn với con sẽ giúp con tiến bộ, mặc dù quá trình này sẽ khiến bạn thấy vất vả. Bạn có thể dựa trên những dấu hiệu của con để quyết định xem con đã sẵn sàng tự đi vệ sinh chưa. Một số dấu hiệu cho thấy con bạn đã sẵn sàng tự đi vệ sinh. Đầu tiên, miếng tã bỉm của bé vẫn khô ráo trong vòng 2 tiếng đồng hồ do bé đã có khả năng kiểm soát bàng quang và giữ nước tiểu lại trong bàng quang. Bé biết thông báo cho bố mẹ rằng tã bỉm của bé đã bị dơ và cảm thấy khó chịu mỗi khi tã bỉm của mình bị dơ. Bé tỏ ra hứng thú và hay bắt chước theo những hành động của người lớn. Bé đã có thói quen đi tiểu tiện, đại tiện ổn định. Bé có thể tự kéo quần lên hoặc xuống mà không cần hỗ trợ. Và bé có thể hiểu được những lời bạn nói và làm theo một số hướng dẫn đơn giản. Bé đã biết đi và có thể ngồi im trong một khoảng thời gian ngắn. Bé biểu lộ mong muốn làm vui lòng người lớn và vui mừng khi được khen. Không phải tất cả các trẻ đều có dấu hiệu này, nhưng một số điểm cơ bản sẽ gợi ý cho bạn thấy đây là thời điểm phù hợp. Nên bắt đầu hướng dẫn trẻ tập đi vệ sinh như thế nào? Đầu tiên, bạn cần xác định sẽ cho trẻ ngồi bô hay ngồi trên bồn cầu. Bạn cần lựa chọn vật dụng phù hợp cho sự lựa chọn của mình và kích thước cơ thể của trẻ. Ngoài ra, bạn có thể có một số hoạt động khuyến khích trẻ tự đi vệ sinh như giới thiệu và giải thích về bô hoặc bồn cầu để cho trẻ ngồi thử để kiểm tra kích thước và làm quen với vật dụng mới. Cho con xem tranh hoạt hình có nhân vật ngồi bô và giải thích hành động của nhân vật nhằm khuyến khích trẻ học theo. Chú ý đến thời điểm con hay đi vệ sinh trong ngày và cố gắng khuyến khích con ngồi vào bô trong những thời điểm đó. Ngoài ra, bạn có thể dạy cho con biết một số từ liên quan đến vệ sinh như con muốn đi ị, con muốn đi tè. Cho trẻ mặc các loại quần áo đơn giản, dễ cởi, tránh các loại quần áo nhiều cúc, chật chội, làm bé khó cởi ra. Cho bé ngồi bô sau các bữa ăn 15 đến 30 phút để lợi dụng nhu cầu đi vệ sinh tự nhiên của cơ thể, hay còn gọi là phản xạ dạ dày, ruột kết. Chế độ ăn cho trẻ đầy đủ chất xơ và uống đủ nước, vì nếu để trẻ bị táo bón, việc rèn luyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Không ép trẻ khi trẻ không hứng thú và tránh để trẻ ngồi bô quá 5 phút, dễ khiến trẻ cảm thấy như mình đang bị phạt. Khen ngợi sự cố gắng của con và khen nhiều hơn khi thành công. Tuy nhiên, khi con đã đạt được, mẹ hãy hạn chế lời khen. Quan sát những dấu hiệu cho thấy con đang muốn đi vệ sinh như mặt ửng đỏ, cau có hay xì hơi, vân vân. Thỉnh thoảng trong vài thời điểm trong ngày, bạn hãy hỏi trẻ liệu trẻ có muốn đi vệ sinh không. Đừng hỏi quá thường xuyên vì nó khiến trẻ bị áp lực. Nếu bé đang gặp sự cố hay sai lầm gì thì bạn không nên trách móc hay giày la bé, khiến bé căng thẳng hơn mỗi khi mắc lỗi. Ngoài ra, bạn nên hướng dẫn bé rửa tay sau mỗi lần đi vệ sinh. Đây có thể coi là hoạt động thư giãn giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn sau mỗi lần đi vệ sinh. Rèn luyện thói quen tự đi vệ sinh cho con là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn. Để rèn luyện thành công có thể mất vài ngày đến vài tháng. Đây không phải là một cuộc đua nên ba mẹ không cần phải ôm tâm lý nóng vội, mong con thành công sớm. Trên đây là một số chia sẻ kiến thức cần biết khi rèn luyện cho bé cách tự đi vệ sinh. Cảm ơn ba mẹ đã lắng nghe. Ba mẹ hãy like, comment và share để chúng mình có thêm động lực ra video tiếp theo nhé.